Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở tiệm này, giá vàng trên thị trường thế giới trong xu hướng tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 1.811 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.808,74 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.812,60 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch quanh mức 104,089 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng trong xu hướng tăng nhẹ. Hiện tại đang đứng quanh mức 17.800 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,497% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô cũng trong xuống giảm, giao dịch ở mức 75,050 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Với lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt giúp vàng có mức tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cụ thể, phiên giao dịch hôm nay 14 tháng 12, giá vàng thế giới có thời điểm tăng mạnh lên 1.824 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 52,4 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng hôm nay đã tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng trên lượng sau khi quy đổi. Giá vàng thế giới đã tăng vọt sau khi mà Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI tháng 11. Theo đó, CPI chỉ tăng 7,1%, thấp hơn dự báo là 7,3%. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong 12 tháng kể từ tháng 12 năm 2021. Theo ông Bo Harper, chuyên gia phân tích của LSU Future cho biết, CPI của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 11 trong bối cảnh giá xăng và ô tô đã qua sử dụng giảm. Điều này dẫn đến mức tăng lạm phát hàng năm thấp nhất trong gần một năm. Sau thông tin lạm phát thì giá vàng tăng đáng kể vì triển vọng của việc tăng lãi suất của Mỹ có thể chậm lại. Số liệu lạm phát báo hiệu cho thị trường rằng các đợt tăng lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang thực hiện đã phát huy hiệu quả, Fed có thể không cần phải quá mạnh tay tăng lãi suất trong những tháng tới. Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích của ONDA cho biết, nếu mà Fed từ bỏ hoàn toàn giọng điệu diều hâu của mình, vàng có thể tiến tới 1.861 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá 53,5 triệu đồng trên lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng miếng SJC trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay cũng tăng rất mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, niêm yết giá vàng mua vào mức 66,55 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,35 triệu đồng trên một lượng, tăng mạnh tới 400.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, niêm yết giá vàng SJC ở mức thấp hơn là 66,4 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên lượng bán ra. Tuy nhiên, đến thời điểm khoảng 9 giờ 45 phút thì giá vàng SJC giảm trở lại về vùng 67,15 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra, như vậy là giảm khoảng 200.000 đồng trên lượng so với phiên sáng. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng tăng mạnh, khi mà công ty PNG được giao dịch quanh mức 53,5 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,6 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng mạnh đến 650.000 đồng trên lượng so với hôm qua. Tuy nhiên, cũng đến thời điểm 9 giờ 45 phút, giá vàng trang sức cũng giảm khoảng 300.000 đồng trên lượng về 54,3 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Và đáng chú ý là dù giá vàng tăng mạnh nhưng biên độ chênh lệch giá mua và giá bán tiếp tục được các doanh nghiệp giữ ở mức khoảng 800.000 đồng trên lượng, không thay đổi so với hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.654 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 1 đồng trên 1 đô la Mỹ so với hôm qua. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thì giảm mạnh, giao dịch quanh mức 23.420 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 23.700 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, giảm tới 120 đồng trên 1 đô la Mỹ. Còn với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào ở mức 24.000, bán ra mức 24.150 đồng trên 1 đô la Mỹ, hôm nay cũng tiếp tục giảm mạnh 150 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 80 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì ở tiệm này giá vàng miếng trong nước cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác quay đầu hạ nhiệt so với thời điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh giảm của vàng miếng SJC thì mạnh hơn và hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng. Mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra.
hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng là 800.000 đồng trên lượng. So với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì giá vàng tại đây đã giảm 250.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.705.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.620.000, bán ra 6.703.000, tăng 9.000 ở chiều mua, tăng 14.000 ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, tăng 15.000 ở chiều mua, 25.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6.610.000, bán ra 6.740.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào, tăng 20.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Tây Banh Gôn mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng. So với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng giảm tới 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.713.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.712.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.715.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.712.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống tăng khá mạnh trong khoảng từ 84 cho đến 200.000 đồng trên lượng, hay là tăng trong khoảng 8.400 cho đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.320.000, bán ra 5.420.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.320.000, bán ra 5.430.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.300.000, bán ra 5.380.000, cùng tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.196.7.000, bán ra 5.326.7.000, tăng 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.850.4.000, bán ra 4.050.4.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.951.9.000, bán ra 3.151.9.000. Vàng 10K mua vào 2.058.7.000, bán ra 2.258.7.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.